Chào, em tứ mục chân vàng. Tứ mục chân vàng. Giá 2 triệu. Đây phải nói là nhiều chó, chú chó phải đéo đẹp à, phải nói là đẹp. Chó nhiều chó đẹp. À, phía bên này họ bán những chú gà trọi. Đây là những chú gà trọi này. Đây là giống gà, đây là giống gà trọi. Đây có em sủ xám đây này. Con này bán bao nhiêu đây anh? Con này bao nhiêu? Con này được à? Đấy, em xám con này cũng lông rất là dài, sù rất dày luôn ạ. Giá 1,2 triệu. Đây. À, em này là cọc à? Sù cọc. Sù cọc. Đấy. Giá 1,2 triệu nhé. Đấy. Sù cọc gấu. Đấy. Lông trong là màu vàng, còn lông ngoài là màu đen các bạn. Đấy. Đây, phần lông trong là màu vàng này. Đấy. Phần trong thì màu đen. Đấy. Rất là hay luôn. Em này cũng đốm lưỡi nhiều nhé. Đốm lưỡi nhiều. Lưỡi đốm nhiều. Em này là đen cái, đen mực cái các bạn. Vâng, hai em thì vẫn còn nhé các bạn nhé. Hai em sói đỏ vẫn còn. Đấy, giá 3,8 triệu. Đúng giá là 3,8 triệu, chính xác rồi. Đấy, 3,8 triệu là ông bán một con nhé. Một con là 3,8 triệu. Đấy, ông sói. Sói đỏ mà hiện tại giá quá rẻ luôn rồi. Em sói đỏ dính đực nhá. Hai em dính đực, một em huyền đề đơn và một em huyền đề kép. Em kia thì huyền đề kép đấy. Nó màu đỏ đậm luôn ạ. À. Quá tuyệt vời. Quay lại cho bác xem nào đẹp nữa. Bác cùng theo dõi nhé. Tí thế. Chó đi các bác ơi. Đấy, phía dưới này vẫn còn rất nhiều dòng sù đỏ. Người bán chó cũng xinh luôn. Có em sù vàng nữa. Chó cũng xinh. Con vàng dự vàng này của chị à? Hai. Con này á? À con này á? À con này 2,3 triệu. 2,3 triệu thì về 2 triệu thì bán à? Vàng đẹp hết nhỉ? Màu lông này gần như vàng nâu à, vàng đỏ. Vàng đỏ. Màu nó hơi đo đỏ một tí. Đuôi xù bông lau này. À, trong này có một con đen nữa. Đen này giá 1 triệu này. Và đen xì nên là trong lồng không nhìn thấy các bạn ạ. Màu đen rất khó nhìn. Đây, phải quay theo cái hình kia thì mới thật. Còn là mình quay trực tiếp thì màu đen rất khó nhìn được các bạn. Chủ yếu là nhìn đang được màu vàng, màu đỏ các kiểu. Đấy. Tầm 2 triệu con em. Em này là 2 triệu này, 2 triệu giá bán này. Con này con được à chị? Chị ơi, con này con được à? À con cái à? Con nó đốm lưỡi không em? Cái móm hộp đốm lưỡi. Em này có đốm lưỡi nhá. Em này dự định cái này. Đấy. Mặt đẹp tai cụp. Mặt đẹp xinh lắm. Mặt
quá xinh.